sơn. Chín. Đọc được diễn ra tại bay. À, mời cặp đấu đầu tiên là Thần Hành Thái Bảo và Tiểu Nhị. Anh em đứng dàn hết sang hai bên giúp anh. Ờ đứng gọn em ơi. Ờ biết Smai đứng gọn rồi. Anh kiểm tra. Kiểm tra xem có lắp vào không nhá. Ok. Hai bên có 10 giây để chuẩn bị giá chiêu các thứ lên rồi so tài nhá. Tiểu Nhị ơi, mai sẽ phát cốt nhá. Đừng buồn, chúc bạn may mắn lần sau. Mấy anh em đang cắm cờ thì đứng vận vọng. Đứng hẳn ra chỗ là đang ngồi đang chung đều của anh nhá. Đứng hẳn ra chỗ là đang ngồi đang chung đều của anh nhá. Mày đâu rồi?
太多的嫉妒，太多的束缚，默默承受着求不得苦。当深爱就此结束，寂寞侵蚀了孤独。太多的痛楚都无法弥补，只好偷偷抱着回忆哭。却无放下所有的辛苦，求一个
上半身似愚公患难，年少莫狂，有几分轻狂，多久当歌王江湖茫茫。沧海边日月转，依然是英雄胆量，黑与白的界限到底会有多长？江山如旧梦，历史匆匆去，女人如玉般身边轻相许，仰天笑，肝胆侠义，风满襟，去留随心，天地欢任我痴狂饮。岁月都留在心间，沧海边日月转，依然是英雄胆量，黑与白的界限到底会有多长？江山如旧梦，历史匆匆去，美人如心相许，仰天笑，肝胆侠义，风满襟，去留随心，天地欢任我痴狂饮。是匆匆去，女人如玉般身边轻相许，仰天笑，肝胆侠义，风满襟，去留随心，天地欢任我痴狂饮。湖泊浪滔滔，看我浪迹多逍遥。
七件小毛驴，身后背着万月刀，降龙十八掌只练会了第一招，打不过就打，打不过我就跑，武林真斗是是非非恩恩怨怨何时了，咱们辈分较小，聪明刚好没上道，各路英雄好汉没事你就别和我瞎闹，如果你认输我就回家睡大觉，俺娘说输赢不重要，开心才重要，我手拿流星万月刀，喊着响亮的口号，前方何人刀上鸟，有能耐你别跑，我一身戎马刀上飘，见过英雄弯下小蛮腰，飞檐走壁能飞多高，我坐船练习水上漂，啊林子大有好多的鸟，啊啊啊做好事不让人知道，谁知道天下第二也挺好，风和雨来得刚好，谁比我的武功高，大笑一声地动山摇，江湖危险快点跑，江河湖泊河湖泊浪滔滔，看我浪起多逍遥，谁最难受谁知道，天下第二也挺好，风和雨来得刚好，谁比我的武功高，大笑一声地
đề nghị viện phó. Tập tiếp theo là ngày mai đến thủ đô. Anh sẽ cho những người nào có mặt ở đây đánh trước này, xong rồi những người kia mà có thì sẽ mua. Đứng gọn anh em ơi, mấy anh em đứng gọn vào nào. Đang quay vào. Em bảo thằng đầu bạc có về bay chuẩn bị đánh với trận Bảo Uyên nhé. Đánh đi em ơi, đánh đi. Cụ tránh tổng đứng gọn sang bên kia em ơi. Đúng rồi, bố à, không rồi.
lính mới dạy được ta thấy ta quên Toàn Phong và Bảo Uyên. Tiểu Toàn Phong có tiếng phát không? Tích cắn. Thank you.
coi cái tiêu kìa, coi cái tiêu kìa. Cặp tiếp theo là Phụ Chánh Tổng và Lục Tuyết Kỳ. Phụ Chánh Tổng vậy đó. Em check check giúp anh Lục Tuyết Kỳ. Check của anh Lục Tuyết Kỳ có on không? Không anh ơi, anh Lục anh không nhiều không? Vẫn Chí Bình cũng win 2-0 rồi này. Độ tao không độ mày ớ. Đây em đây. Win 2-0 rồi, thằng Bim nó có on đâu. Trận 2 thằng bạn thú rồi.
mới vô thôi. Hai hàng cầm gậy đập mà lính thôi, lính thôi. Thank you.
lưng không chơi trò. Ê, xin lỗi anh em vừa mới chưa đánh ấy nhỉ, tiểu nhị với thằng này nó bảo rồi này. Còn trận lưng dây với lại Saito chưa đánh rồi này. Saito với là Khước Tà đánh rồi này, Lâm Sung Bảo Yên rồi này, đội tao cũng mày ở xong rồi. Trần Hạo Lam bất kích xong rồi này, Lỗ Chính Thâm nó xong rồi này, An Đạo Toàn đánh rồi này, Tránh Tổng rồi này.
Dạ chị Bình ok rồi, đắp tôn rồi. Em chưa đấy anh ơi. Bạch cô Ngân và Thanh Long cũng đánh rồi này. Chờ mai trong điểm như xong rồi. Anh em nghỉ để lao 2 phút nha. Thanh Long thắng, Thanh Long thắng. Nghỉ để lao 2 phút để đánh vòng tứ kết nha. Thiên với mặt khác.
buông bơm độc rồi. Anh sẽ trái sao á? Thank you.
30% máu không? Mới hỏi sẵn sàng cho thứ hai chưa mé bay vô tắt luôn. Nhà anh ngừng binh Hồ Chí Minh một này. Ờ, bình luận viên rồi im thít đấy. Không nó giờ không có nói gì đâu. Lúc đầu bây giờ ông cũng có nói có mấy câu rồi nói nó. Còn phải ông nhanh chứ nhỉ? Nó nói rối sao má không biết bình luận sao luôn á. Đánh nhanh quá không kịp bình luận. Mình chuẩn bị nói câu này rồi mình ra kêu khác. Rồi để cho chị cứ mình xin nó mấy trận này cũng căng kèo quá. Đi luôn rồi. Ui, đau. Hay quá nhỉ. Combo hấp nở hơn cung của hay quá. Đâu bị chở nó luôn.